Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ nam thanh niên nghi ngáo đá dùng dao đâm cán bộ công an trọng thương. Thông tin ban đầu, vào sáng ngày 24 tháng 9, người dân gọi điện thoại báo công an về việc một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đập phá đồ đạc phòng đang thuê tại khách sạn trên quốc lộ 50 thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhận tin báo, công an xã Đạo Thạnh nhanh chóng đến hiện trường để điều tra xử lý vụ việc. Bất ngờ, nam thanh niên cầm dao xuống tầng trệt đâm một cán bộ công an bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nghi phạm được xác định là Triệu Thanh Châu, 40 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, đã bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó. Theo cơ quan công an, Châu đã có 3 tiền án.